Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình chinh phục con đường trở thành một nhà lập trình web chuyên nghiệp. Và trong bài học trước thì chúng ta đã cùng nhau hoàn thành giao diện cho phần màn hình đăng ký. Trong bài học này chúng ta hãy cùng nhau phân tích giao diện cho mục Customer Yield Flow Survey. Và giống như trang thiết kế ở đây, chúng ta hãy bắt đầu nè. Hãy xem lại thiết kế của chúng ta. Các bạn thấy rằng phần Customer Yield Flow Survey là một phần trong nội dung của toàn trang web. Như vậy chúng ta sẽ đặt danh sách khách hàng vào trong phần nội dung về khách hàng đúng không? Vậy, thẻ nào nên được dùng để phân chia các phần nội dung trong HTML5 nhỉ? Các bạn thử đoán xem các thẻ nào trong những thẻ này. Div, hay là Session, hay là Page. Có thể các bạn sẽ chọn thẻ Div, vì thẻ Div có thể được dùng làm container để chứa danh sách khách hàng. Nhưng hãy nhớ, chúng ta đang làm việc với HTML5, vì thế tính ngữ nghĩa là rất quan trọng. Do đó, Session chính là thẻ chúng ta cần sử dụng đúng không? Ngoài ra, bởi vì thẻ div được sử dụng chủ yếu cho mục đích làm container cho trang trí CSS. Còn ở đây, chúng ta còn muốn thể hiện nội dung về các khách hàng của Blue Survey. Vậy, ta có đoạn mã đầu tiên cho phần này như sau. Các bạn có thể thấy rằng, chúng ta cần xây dựng một danh sách các khách hàng nổi bật đang sử dụng Blue Survey. Nhìn vào đây, các bạn có biết được chúng ta nên thể hiện như thế nào không? Các bạn có nhận ra đây là một dạng danh sách không? Nếu chưa, hãy xem mô phỏng này. Tôi tin là các bạn sẽ nhận ra ngay. Như vậy, các bạn có thấy đây là một danh sách được dàn ngang. Việc dàn ngang theo hàng ngang như thế này thì cứ để CSS lo. Trước hết, ta chỉ cần xác định kiểu danh sách này là gì. Theo các bạn, đây là dạng danh sách gì? Có thứ tự hay không có thứ tự? Hay là danh sách mô tả? Hy vọng các bạn đã trả lời đúng. Đây chính là danh sách không có thứ tự. Bởi vì các bạn thấy, danh sách này không có số thứ tự như 1, 2, 3, hoặc là 1 la mã, 2 la mã, 3 la mã. Vậy thì chúng ta sẽ dùng thẻ UL đúng không nào? Và đoạn mã của thẻ UL sẽ là như sau. Yes. Tiếp tục phân tích để xem phần nội dung của danh sách này gồm những gì nhé. Phần đầu tiên của danh sách là một dòng chữ thể hiện nội dung. Vậy ta có những thẻ nào thể hiện một câu nhỉ? Heading 1, 2, 3 đến 6. Hay thẻ P? Hay là thẻ Span? Các bạn có thể chọn thẻ Span hoặc thẻ P. Cả hai thẻ đó đều ổn cả. Nhưng ở đây, nó nên là một tiêu đề để thể hiện cho chúng ta biết và nhấn mạnh các khách hàng của Blue Survey. Vậy, ta sẽ dùng thẻ Heading vì nó đạt được mục đích của chúng ta, vừa nhấn mạnh câu chữ, vừa thể hiện nó là một đề mục. Vấn đề của chúng ta là sẽ dùng thẻ H1, 2, 3 hay là 6. Bởi vì chúng ta có thể sử dụng CSS để định dạng kích thước cho phần này. Ở đây kích thước tương đối nhỏ, cho nên chúng ta sẽ chọn một thẻ H5 để thể hiện nội dung. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thẻ heading tùy ý, miễn là bạn có thể đặt lại CSS cho đúng như trong thiết kế. Vậy ta sẽ có đoạn mã như sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ chèn logo của khách hàng đầu tiên vào danh sách. Các bạn còn nhớ thẻ hình ảnh là gì rồi đúng không nào? Đó chính là thẻ IMG, đúng không? Nhưng trước hết chúng ta cần check logo từ tập tin thiết kế và chép logo của các khách hàng vào thư mục Images, Backplus, Customers đã. Sau khi chép xong thì các bạn có cấu trúc file như sau. Giờ hãy chèn hình ảnh cho khách hàng đầu tiên nhé. Các bạn còn nhớ thẻ IMG là thẻ rộng đúng không nào? Do đó chúng ta sẽ sử dụng cú pháp đúng chuẩn là và đoạn mã HTML sau khi chèn logo này vào danh sách sẽ như sau. Thực hiện tương tự, ta có cấu trúc cho các khách hàng khác. Đoạn mã HTML cuối cùng như sau. Preview.
quá tuyệt đúng không nào? Hãy thử mở trình duyệt và xem thành quả của chúng ta đến giờ nhé. Wow, chúng ta đã thấy danh sách của chúng ta rồi. Nhưng hiện tại chúng ta chưa áp dụng CSS vào, nên giao diện đang là một danh sách không có thứ tự, dàn từ trên xuống dưới đúng không nào? Bởi vì chúng ta đang thiết kế HTML, nên chỉ cần đảm bảo cấu trúc HTML đúng là được điểm 10 rồi nhé. Như vậy là các bạn đã xây dựng được cấu trúc HTML cho phần customer của thiết kế. Trong bài học này, chúng ta đã đi qua 3 phần kiến thức của HTML, đó là tạo section trong tài liệu HTML, tạo danh sách, tạo hình ảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục phần trang trí cho phần này trong bài học tiếp theo nhé các bạn. Các bạn cố gắng thực hành theo bài học này bằng các thẻ HTML mà các bạn thấy hợp lý nhất, và thử so sánh kết quả đính kèm bài học này nhé các bạn. Việc tiếp theo chúng ta cần phải làm là kiểm tra mã nguồn HTML có đúng chuẩn HTML 5 hay không. Nhưng mà chúng ta đã thực hiện việc này rất nhiều lần từ đầu bài học tới giờ rồi. Các bạn có tự làm được không? Hãy xem đây như là một thách thức mà các bạn cần vượt qua nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng mã CSS cho danh sách khách hàng.